Ninh còn thấy còn hai vị rất là lạ, đó là vị chuối dừa Malibu và vị tiramisu. Các bạn nhìn thấy không? Ngon quá, ngon quá. Đội quay phim với cả các bạn ở đây rất hùng hậu để có thể xử lý được cái đầu bánh này trong vòng 2 ngày thôi. Nên là các bạn đừng lo về cái chuyện là Ninh dùng mỗi bánh thử một tí xong rồi bỏ nó phí ra toàn bao nhiêu tiền không. Ninh luôn luôn là người không bỏ thừa thức ăn, nên là để cho cái clip này nó không bị dài quá cũng như là cái việc thử bánh nó được gọi là trọn vị nhất thì Ninh chỉ xin phép thử mỗi bánh một góc nhỏ nhỏ thế này thôi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Ninh Tô. Như các bạn đã thấy ở tiêu đề của clip thì ngày hôm nay trong số ở nhà cả thế giới này, chúng ta một lát nữa sẽ có rất nhiều bánh trung thu ở trên cái bàn này. Wow. Trong số ngày hôm nay, Ninh sẽ giúp các bạn tư vấn cho các bạn một chút xem là mùa bánh trung thu này chúng ta nên mua bánh ở hãng nào ngon, bổ rẻ, vị lạ, vị ngon. Và quan trọng là cái gì nên mua đi biếu, cái gì nên mua về nhà. Mặc dù biết là số ngày hôm nay sẽ rất béo tại vì một chiếc bánh trung thu có rất nhiều calo ở trong đấy, nhưng mà Ninh nghĩ là sẽ ổn thôi. Mình hy sinh một chút để cho các bạn có được những cái sự tư vấn hợp lý. Và bây giờ đã đến lúc bắt đầu clip rồi. Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Eating. Ok, cùng bắt đầu thôi. Tết trung thu rước đèn đi chơi, Ninh rước đèn đi lấy bao bánh về. Các bạn thân mến, Tết Trung Thu là một cái dịp rất lớn trong rất nhiều những cái Tết lớn theo văn hóa của đất nước ta. Không biết các bạn tầm tuổi Ninh có nhớ không, đó chính là ngày xưa khi mà mình hồi bé thì rất là háo hức khi mà đợi bố mẹ về và mang cho mình những cái đèn lồng về. Từ cái thời mà đèn lồng mà nó còn đèn lồng ông sao giấy, cho đến sau này thì sẽ là đến những cái đèn lồng mà bật đèn, bật pin lên, nó sẽ kiểu chạy, nó hát nhạc như các thứ. Mỗi một lần đi ngoài đường chúng ta thấy rất là nhiều những cái sạp bán bánh trung thu đủ màu sắc, đủ các thương hiệu xếp nối nhau trên vỉa hè. Hay thậm chí bây giờ khi mà các bạn lên mạng, các bạn sẽ thấy rất nhiều những bài quảng cáo chạy bánh trung thu của các thương hiệu, rồi các bộ ảnh rất đẹp. Thì chúng ta đều biết là một mùa béo, một mùa trung thu đã về rồi. Để mà nói về bánh trung thu thì mọi người thường hay nhắc tới bánh nướng với bánh dẻo thôi. Tuy nhiên là các bạn để ý thì trên thị trường sẽ có hai cái loại bánh nữa với những ý nghĩa rất là to lớn, đó chính là bánh nướng hình cá chép. Bánh cá chép này thì nó sẽ, nếu mà các bạn tặng cho một ai đấy thì sẽ với cái ý nghĩa là chúc cho người đó sẽ có sự thăng tiến trên con đường học tập công danh. Còn có một cái loại bánh thứ hai, đó chính là bánh heo mẹ và đàn con. Thì bánh này nó sẽ biểu tượng cho một cái sự khăng khít trong cuộc sống của gia đình. Và nó ước mong cho một cuộc sống thật là no đủ và hạnh phúc. Nhưng mà thông dụng hơn cả vẫn là những chiếc bánh nướng. Và đặc biệt Ninh rất thích những chiếc bánh nướng hình tròn với hình tượng giống mặt trăng ấy, rất là xinh xắn và dễ thương. Thì ngày hôm nay hãy cùng Ninh review rất nhiều những cái thương hiệu bánh trung thu mà Ninh đã mua về đây. Trong đó thì có 4 cái brand khách sạn lớn và 3 brand bánh homemade để cho các bạn có những sự lựa chọn khác nhau trong cái clip này. Rồi, bây giờ thì hãy cùng Ninh review bánh của khách sạn trước đi. Chúng ta sẽ đi từ lớn đến bé để chia sẻ cho các bạn những cái trải nghiệm của Ninh trong mùa trung thu năm nay. Ồ, các bạn ơi, đây là 4 cái thương hiệu bánh của các khách sạn mà Ninh nghĩ là có cái bếp bánh khá là nổi tiếng, gần như nổi tiếng nhất ở Hà Nội rồi. Wow. Thì ở đây sẽ là thương hiệu bánh của Hinton, khách sạn Hinton này. Đây là thương hiệu của Intercontinental, nhưng mà cái này sẽ là của Landmark 72 chứ không phải là cái ở trên Hồ Tây. Còn đây sẽ là hộp bánh trung thu của Metropole. Trời ơi, một cái thương hiệu mà khách sạn rất thích và với giá rất đắt. Và cuối cùng ở đây Ninh có một hộp bánh của Sheraton Hà Nội Hotel. Bây giờ thì mình sẽ review, Ninh nghĩ là review từ giá thấp đến giá cao đi. Thì Ninh sẽ review hộp của Intercontinental Landmark 72 trước. Hộp bánh của Intercontinental được làm bằng gỗ rất chắc chắn và dày dặn. Ngoài màu xanh ngọc chủ đạo thì đi kèm còn có những chi tiết ánh bạc vừa đẹp vừa trẻ trung. Bên trong là 4 chiếc bánh trung thu cùng một gói trà đặt trong hộp giấy tôn xanh và bạc rất sang như thế này các bạn ạ. Ở phía bên trong này các bạn sẽ thấy là thiết kế cũng khá là đơn giản thôi, tuy nhiên thì sẽ có cái logo chữ Y Intercontinental ở đây, họ sẽ in thẳng trực tiếp dập lên đây theo cái thiết kế của bánh. Và ở phía bên cạnh các bạn sẽ nhìn thấy là họ ghi nhân. Trong cái set của Intercon thì có thêm một cái hộp có túi trà xanh trà mặn như thế này. Wow. Thì bây giờ Ninh sẽ pha nó vào đây rồi này các bạn này. Đây, Ninh có một ấm trà. Ăn bánh trung thu ấy
nó hơi ngọt nên là uống trà nó sẽ cân bằng lại được cái vị. Nhà ngày hôm nay Ninh sẽ có một ấm trà như này để uống từ đầu đến cuối buổi. Chắc Ninh sẽ say trà xanh mất. Bây giờ thì Ninh sẽ dùng dao của mình để cắt thử bánh. Đầu tiên thì Ninh sẽ ăn bánh nhân giăm bông đi. Các bạn đã bao giờ ăn bánh nhân giăm bông chưa? Thực sự nó ngon lắm đấy. Ninh cảm thấy nghe cái tên đã thấy nước bọt nó tuôn chảy. Đấy, đây là nhân giăm bông với cả trứng muối. Ăn miếng này các bạn sẽ thấy là cái vỏ bánh rất mềm, trứng muối không bị quá cứng. Và đặc biệt cái điểm nhấn của bánh này là cái nhân giăm bông. Đây các bạn có thể nhìn thấy trên đây nó vẫn có những cái sợi thịt này. Đó, ăn ngon cực kỳ. Ninh nghĩ đây là một trong những cái vị khá là lạ của Intercon mà. Đây là lần đầu tiên Ninh thử vị giăm bông luôn mà cảm thấy rất ok. Yes. Nhưng mà không được, Ninh phải thử chỗ này mấy chục cái bánh trung thu nên không thể ăn mỗi cái bánh một miếng to đùng như vậy được. Nên sẽ không thử được hết. Xin phép các bạn, mỗi một miếng bánh Ninh chỉ cắn một miếng bé thế này thôi. Để thử nhá, cho thử cho hết nhá. Chứ không Ninh sẽ béo chết mất. Đây là vị trà xanh. Rất đậm mùi trà, ngon. Cái cốm này thơm thế nhỉ. Rồi, đây là nhân khoai môn này các bạn. Lần đầu tiên Ninh được ăn luôn khoai môn trứng muối. Khoai môn thơm phết. Không ngọt luôn. Đặc trưng của bánh trung thu Intercon, Ninh thấy là nhân không quá ngọt. Mà bốn cái nhân Ninh thử ở đây đều khá là ok. Hương vị tốt. Và quan trọng là cái vỏ Ninh thấy nó vừa mềm nhưng mà nó không bị khô quá. Và mức độ ngấm dầu vào tiết dầu của nó rất ổn. Đây là bánh mà Ninh nghĩ là những cái chiếc bánh trung thu đầu tiên mà Ninh thử trong năm mà Ninh cảm thấy ok. Wow. Ninh phải lọc một nước rồi để rửa đi cái lớp đầu tiên. Xong bây giờ là nước thứ hai thì Ninh mới uống. Trà này khá là thơm và nó nhẹ lắm. Nó không phải kiểu trà mặn mà nó xong nó đặc đâu. Được, Ninh thấy trà ở đây uống được. Nó chỉ hơi một chút the the cái vị trà thơm thơm. Xong rồi kết hợp với hương vị của những chiếc bánh này nó hơi ngọt ngọt, nó sẽ cân bằng lại được. Wow, được đấy. Hộp bánh của Hinton dùng màu của năm nay đó chính là Classic Blue, thiết kế xanh và vàng kết hợp rất thời thượng. Bên trong cùng có 6 hộp bánh cũng được in dập logo của khách sạn và những hoa văn chủ đạo như thế này. Đặc biệt, Hinton còn làm những cái chi tiết hộp khảm vàng trông rất sang, các bạn thấy có đúng không? Ở trong đây thì sẽ có 6 vị khác nhau và cái hộp ở đây cũng được thiết kế khá xinh xắn với việc in logo và đằng sau ở đây thì sẽ là hạn sử dụng cũng như là những cái giới thiệu về bánh, nguyên liệu và cách sử dụng. Cái này thì Ninh cảm thấy là kỹ hơn ở bên Intercon một chút. Không phải một chút đâu, cũng khá nhiều đấy. Ui, các bạn thấy không? Ở bên trong này họ đã thay cái khay nhựa bằng một cái lớp giấy. Ở cái lớp giấy này thì Ninh nghĩ là nó có thể vừa có tác dụng là giảm nhựa nhưng cũng vừa có tác dụng nó sẽ ngấm bớt cái dầu này nếu mà bánh nó tiết ra nhiều hơn. Các bạn ạ, bởi vì khi mà bóc ra nó chỉ có cái giấy này thôi và trên ni lông của họ cũng không dán cái tên của bánh, mà tên bánh nó chỉ xuất hiện ở sau hộp nên là Ninh phải bày ra cả một gian đông ca mùa hạ như thế này. Và bây giờ thì Ninh sẽ thử từng vị. Tuy nhiên những cái vị ở đây nghe tên kêu lắm các bạn ạ. Đây Ninh đọc thử cho mà nghe. Bánh nướng nhân hạt sen chè xanh với trứng muối. Đây là cái gì? Bánh nướng nhân hạt sen sô cô la đen hạt phỉ hạt hạnh nhân. Wow. Nghe tên cái này kêu quá sang quá, nó kiểu rất là chất ấy. Bây giờ Ninh sẽ thử cái bánh này trước. Các bạn nhìn này. Ui. Ở bên trong nó sô cô la luôn ạ. Wow. Thơm mùi sô cô la lắm. Ninh là người thích sô-cô-la mà nhiều người không ăn thích, không quen ấy, thì cảm thấy cái nhân này nó sẽ hơi ngọt. Và cái vỏ bánh ở Hinton thì Ninh cảm giác nó khô hơn vỏ bánh của Intercon một chút. Ninh bắt đầu quan ngại về việc calo ở trong cái bữa này rồi các bạn. Bây giờ Ninh sẽ thử sang một vị khác. Bánh nướng nhân khoai môn cũng khá là thơm. Nhân ở Hinton hơi ngọt hơn so với tổng thể một chút. Đây mới là nhân đen xì này. Lúc nãy là nhân nâu, bây giờ nhân đen xì, đây là mè đen các bạn ạ. Thơm. Bánh nướng nhân trứng muối hạt sen với trà xanh. Cái này thơm quá. Mùi trà xanh và hạt sen ở đây rất là dậy vị.
Cái này là cái ngon nhất mà từ nãy Linh thử. Cái mức độ ngọt nó cũng vừa phải. Cái này thì chỉ là hà sen với chè xanh thôi. Chè xanh ở bên này thơm. Đậu đỏ. Sau khi ăn xong sự nhân đậu đỏ này và 6 cái nhân này thì tổng thể của Ninh so sánh với cái hộp bánh trước là hộp bánh của Intercontinental ra mắt 72 thì Ninh thấy cái này hơi nhiều đường hơn, nó hơi ngọt hơn so với Ninh ăn như kia vừa. Có thể những cái bạn nào mà thích ăn bánh trung thu mà kiểu thích nó ngọt ngào thì những cái này nó sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Nhưng mà với Ninh thì khi mà so sánh hai cái, Ninh cảm thấy cái này nó đang hơi ngọt, nó bắt đầu lên rồi này, Ninh bắt đầu hơi hai hai. Quên mất không nhận xét về cái bánh thì ở đây họ cũng in hình cái logo của Hinton. Hầu như khách sạn nào họ cũng in dập cái logo của họ lên trên cái bánh khi mà tạo hình. Thì cái logo này có một cái chữ H xong có một cái vòng tròn cũng khá là xinh. Thật ra toàn bộ về cái thiết kế của cái hộp này Ninh thấy rất ok, vị ăn được. Trong đó thì Ninh thích nhất vị trà xanh, vị đậu đỏ, cái khoai môn này cũng ngon. Tuy nhiên thì Ninh cảm thấy nó hơi ngọt. Thế thôi. Ôi, cái sự ngọt đấy nó vẫn đang ở trong cái cuống họng này của Ninh các bạn ạ. Ninh không biết là ăn xong hết mấy chục cái bánh trung thu ngày hôm nay Ninh có hai sugar không nữa. Đây, đây là hộp của Sheraton. Hộp của khách sạn Sheraton dù nhỏ hơn các hộp còn lại nhưng được thiết kế rất bắt mắt. Ngoài thiết kế nền xanh chữ bạc chủ đạo, Sheraton còn sử dụng hình ảnh được lấy cảm hứng từ tranh dân gian đồng hồ. Đặc biệt là mỗi hộp bánh bên trong đều có một hình ảnh họa tiết khác nhau rất đẹp và rất tinh tế. Khi mà mở ra thì Ninh thấy ở đây trong cái brochure này thì họ sẽ cắt luôn một cái dãy bánh này rất là xinh, nên quyết định là sẽ làm theo y hệt luôn và sắp xếp y hệt theo cái vị này luôn. Đây, và các bạn thấy ở đây thì không chỉ riêng bánh nướng hình tròn mà sẽ có cả hình vuông nữa. Và cái logo của Sheraton thực sự là in dập lên, Ninh thấy là nó đơn giản và nó đẹp hơn nhiều so với hai cái khách sạn kia. Đầu tiên, Ninh nghĩ là ở đây là cái bánh đen duy nhất nên là Ninh sẽ lấy cái bánh đen này Ninh thử trước, đó chính là bánh nướng nhân phúc bồn tử với hạt bí các bạn ạ. Đó, Ninh sẽ cắt một miếng nhỏ thôi. Cảm giác khi mà sờ cái vỏ bánh ở Sheraton thì Ninh cảm thấy nó hơi dầu hơn so với bánh của hai khách sạn trước. Ngon quá này. Cái phúc bồn tử màu đỏ đỏ trong đây rất là thơm, kết hợp với một chút hạt bí nó bùi bùi. Ngon. Cái hương vị này rất là ngon nhưng mà nó để lại trong cái hậu vị nó hơi hơi ngọt. Ninh sẽ ăn thử cái màu xanh này. Là đây là bánh trà xanh với cả mơ khô các bạn nhìn này. Wow. Đó, trà xanh với mơ khô nghe lạ không? Cái trà xanh này nó đặc biệt được cái là nhân cũng là nhân trà xanh, vỏ cũng là vỏ trà xanh. Xong rồi nó hơi ngọt ngọt rồi, xong rồi có thêm một chút mơ khô, nó hơi chua chua nữa, nên cái vị nó được cân bằng lại một chút. Và Ninh cảm thấy là những cái vị mà Ninh mới thử ở đây thì kiểu nó rất là tới. Chỉ có điều là cũng vẫn hơi ngọt thôi. Thực sự là mỗi một lần mà ăn bánh trung thu ấy, mỗi một người chỉ nên ăn 1-2 lát xong rồi uống trà là ngon. Chứ còn nếu mà ăn cả một cái bánh trung thu thì không chịu được mất. Đây là bánh nướng nhân đậu xanh hạt chia với trứng muối. Ở đây có những cái sự kết hợp vị rất là lạ nhá. Nhưng mà khi mà các bạn ăn vào các bạn sẽ thấy nó là một cái sự cân bằng. Nó ngon. Trứng muối ở đây ngon nhất trong hai cái khách sạn, trong ba khách sạn mà nãy giờ Ninh ăn. Yes. Trứng muối đây rất là mềm và nó không, nó có một chút muối ấy, nên là nó có một chút vị mặn, nó át lại được cái nhân. Ui, cái bánh này Ninh nghĩ là một trong những cái vị ngon nhất ở Sheraton này. Wow. Đậu xanh hạt chia với trứng muối ngon. Ngon. Hạt sen óc chó với trứng muối ăn rất bùi, cái hạt óc chó bùi nhưng mà Ninh không thích óc chó lắm. Cái vị này Ninh cũng không thích lắm. Cốm và dừa non. Mùi cốm thơm. Cốm ở bánh, hộp bánh nào cũng thơm. Và vị cuối cùng Ninh chưa thử đó chính là khoai môn hạt điều với trứng muối. Ngọt quá.
Tổng kết lại với cả bánh Sheraton Hà Nội thì Ninh cảm thấy là nhân của cái bánh nó lạ nhất từ trước đến giờ. Ở đây thì nó có cả óc chó này, rồi có cả hạt chia này, có cả mơ khô này, xong rồi phúc bồn tử. Và vỏ bánh ở đây thì có cả vỏ tinh than tre với cả vỏ trà xanh. Thì Ninh thấy là nó khá là lạ. Sự kết hợp này nó cũng không đánh nhau lắm khi mà ăn, thì tổng thể nó vẫn rất là hài hòa. Yes. Chỉ có điều là nhân nó hơi bị ngọt một chút. Trong cái hộp bánh này Ninh thích nhất là cái đậu xanh hạt chia và trứng muối này. À đấy, nhắc đến trứng muối thì trứng muối của Sheraton Ninh cũng khá là thích. Thì đấy là cái nhận xét của Ninh. Còn riêng về packaging thì Ninh thấy là sang, rất sang. Mở ra cảm thấy cái sự chỉn chu và đầu tư rất là cẩn thận vào đây rồi. Và hộp bánh này thì có giá là 850.000. Bây giờ chúng ta sẽ cùng về đến với cái hộp bánh đắt nhất từ trước đến giờ. Hộp bánh của Metropole vẫn giữ được màu sắc đen cổ điển cùng với cả màu vàng đồng tinh tế. Mở ra chúng ta sẽ thấy một tờ thank you card được vẽ theo phong cách tranh cổ động như thế này. Hộp gồm 6 bánh, 3 bánh dẻo và 3 bánh nướng. Đặc biệt là mỗi hộp đựng bánh đều được thiết kế nắp có nam châm, rất cứng cáp và sang trọng. Bây giờ thì Ninh sẽ thử cắt cái bánh này trước. Đây là bánh nhân sầu riêng với hạt bí, tại vì Ninh thấy nó khá là lạ. Tuy nhiên Ninh vừa mới nhận thấy một cái điểm trừ của cái bánh này. Bánh nướng thì không nói, tại vì bánh nướng khi mà nướng lên nó cứng rồi. Nhưng với tất cả những cái bánh dẻo này, không biết các bạn có nhìn thấy không, nhưng nó cứ bị móp hết một bên cạnh. Tại vì sao? Tại vì cái hộp này khi mà chúng ta dựng dọc nó lên thì với cái, những cái bánh dẻo này nó không có đủ độ cứng, nên là nó đã bị mất hết cái shape uốn hoa văn này rồi. Ninh cũng không biết đây có hẳn là một điểm trừ không, nhưng mà với những cái người mà kiểu kỹ tính ấy, họ bỏ tiền ra rất đắt để họ mua, thì nếu mà nhìn thế này thì có thể với những cái người mà tạm gọi là hơi OCD một chút thì họ sẽ không thích lắm, tại vì nó bị méo. Thề với các bạn luôn, rất lâu rồi Ninh không ăn bánh dẻo, đây có lẽ phải 5-6 năm rồi. Miếng bánh dẻo đầu tiên của Ninh Ninh cắt cố tình nhỏ đấy các bạn, lúc này người Ninh nhiều đường lắm rồi ấy. Đây, cái mùi bánh dẻo này lâu lắm rồi Ninh không ngửi thấy luôn này. Rất thơm mà cảm giác nó nhiều đường ở trong đây kinh khủng. Bởi vì cái bánh dẻo rất thơm rồi và đường ở trong bánh dẻo cũng nhiều, nên là cái nhân sầu riêng này hoàn toàn không khó ăn đâu nhá. Mix vào đây nó rất là dễ ăn luôn. Và có cả trứng muối nữa, nên nó cũng một phần nào đấy đỡ cho các bạn cái mùi sầu riêng. Sầu riêng ở đây Ninh nghĩ là khó ăn, nhưng mà nó lại là cái ngon nha. Nhân Metropole với caramel và quả vả. Wow, bánh này đỉnh đấy. Cái logo in dập của Metropole đây, khách sạn nào họ cũng sẽ in dập cái logo của họ lên phía trên như thế này. Thơm này, nhân Metropole với quả vả. Trong đấy hơi có cam rồi. Thực sự Ninh không dám nhận xét về cái bánh này lắm, tại vì Ninh gọi là hơi sợ cái tinh dầu. Nên là mặc dù ở trong đây có rất là nhiều những cái tầng lớp hương vị khác nhau, và Ninh nghĩ là nếu mà người nào ăn được những cái tinh dầu kiểu như thế thì nó sẽ rất là ngon. Nhưng mà với Ninh thì với lại rất xin lỗi luôn ý. Nhân hạt sen với trà hoa quả và long nhãn. Trời, wow. Cái này chắc sẽ một bàn thụ cứu lại cái kia cho Ninh. Thơm lắm, thơm cái mùi trái cây. Ngon, cái này không bị ngọt quá. Các bạn nhớ nhá, nhân hạt sen hoa quả với cả long nhãn ngon đấy. Yes. Nhân vừng đen với dừa. Cái vừng đen nó hơi, cái mè đen ấy các bạn, nó hơi nặng vị quá, cái vị nó hơi mạnh, không thích lắm. Đậu xanh trứng muối ngon, không ngọt, nên phải uống miếng trà cho cân bằng lại vị đấy. Thực sự uống trà xanh trà mặn với bánh trung thu quá hợp. Nó cân bằng được vị rất tốt luôn, nó hơi chan chát một chút. Nhân truyền thống. Ui, 1 tỷ năm rồi mới ăn nhân truyền thống các bạn ạ. Ngon quá, ngon quá. Nhân truyền thống ở đây đỉnh.
không bị ngọt quá, nó rất là nhẹ thanh. Mà các bạn biết rồi, nhân truyền thống là một thứ thập cẩm rất nhiều các thể loại vào với nhau, cả mỡ cả các thứ, nhưng mà ăn nhân truyền thống đây ngon, nó lại còn bánh dẻo mà không bị ngậy quá nhá. Được không? Thật ra sau ngày hôm nay thì Ninh cảm thấy là quay trở lại thích bánh dẻo hơn một chút rồi đấy. Yes. Tổng kết lại về bánh của Metropole thì packaging quá đẹp, đỉnh, phải nói là đỉnh luôn. Về các cái nhân bánh thì Ninh cảm thấy là tổng thể chung thì những cái sự kết hợp ở đây họ Ninh nghĩ là cũng khá là mất chất xám đấy, để nghĩ ra được những cái nhân khi mà kết hợp vào ăn nó khá là ổn. Đặc biệt là bánh dẻo ở đây không bị quá ngọt lắm. Thôi cho lại, với tầm giá bánh khách sạn dưới 1 triệu, chúng ta có Intercontinental Landmark 750 ngàn, Hilton 800 ngàn và Sheraton 850 ngàn. Nếu mà so sánh về packaging trong ba cái bộ đấy thì Ninh nghĩ là Ninh thích nhất Sheraton, chỉn chu và cái màu sắc nó cũng khá là bắt mắt. Còn về vị thì chắc là Ninh thích nhất Intercon rồi, tại vì nó hơi, tuy nó hơi truyền thống một chút nhưng mà nó dễ ăn. Còn hai cái kia nó có thêm rất nhiều những cái sự kết hợp khác, nó hiện đại hơn. Thì Ninh cũng thấy là nó khá tinh tế, nhưng tổng thể thì ăn nó vào nó hơi ngọt. Hơi ngọt quá thì cảm thấy là khi mà ăn bánh trung thu mà hơi ngọt thì mọi người thường hay lo lắng nhiều thứ. Nên là nếu mà Ninh chọn vị thì Ninh vẫn sẽ chọn Intercon. Còn về Metropole, nó ở một cái tầm khác rồi, vượt quá khoảng 1 triệu, nó gần đến 2 triệu rồi. Thì nếu mà các bạn có tiền hoặc có budget để tặng thêm khách hàng, biếu biết các thứ mà nó nhiều tiền thì có thể mua. Về vị thì tổng thể chung là ngon, nhưng sự kết hợp rất tinh tế. Và quan trọng là cái packaging nó rất đẹp, nó rất đẹp. Ừ, kiểu đấy, rất đẹp. Nên là nó, nếu mà so sánh bánh khách sạn thì so sánh bài kia với Metropole thì nó tách đôi ra, Metropole một tầm khác rồi. Later. Ta-da! Trên bàn của Ninh hiện tại đang là ba hộp bánh homemade mà Ninh đặt được, đều là những cái thương hiệu khá là nổi tiếng trong cái lĩnh vực bánh trung thu homemade qua các năm, qua các mùa. Thì đây, ở đây sẽ là một cái hộp mà đắt nhất của Nhà Còi. Nhà Còi là cái thương hiệu mà Ninh nói là rất là lâu năm rồi, và cái thiết kế của nó cũng khá là lạ. Thiết kế này thì là do tiệm họ tự làm thôi. Thì đây, đầu tiên các bạn sẽ thấy nó là được bọc một cái lớp vải, vải hơi bóng như thế này, màu vàng rất là sang. Đó, mở ra như thế này. Ôi trời ơi, nhiều lớp quá. Wow, các bạn thấy không? Thiết kế mây che đan xong có một cái lớp vải ở ngoài. Ninh nghĩ cái này thì nó khá là thiên về môi trường, tại vì cái hộp này thì nó là từ mây che đan thì nó sẽ có thể tái sử dụng được và nó nguyên liệu rất là xanh. Và cái vải này các bạn cũng có thể hoàn toàn dùng làm prop hoặc là dùng khăn quấn cổ, các thứ cũng khá là xinh. Được đấy, bên này khá là đầu tư về thiết kế đấy. Yes. Hình như cái tên gọi của cái hộp này là bao bì xanh hay sao ấy, Ninh cũng không rõ lắm, nhưng mà công nhận nó xanh thật. Ở bên trong nó cũng chỉ là hộp giấy thôi các bạn ạ. Mà giấy hoàn toàn không phải là giấy mà lót ni lông, à tráng ni lông nhá. Đây, An Yên Trung Thu Đoàn Viên An Yên Hạnh Phúc. Cũng hay. Xong họ có một cái thác như thế này: hướng dẫn sử dụng, ngon hơn khi ăn bánh uống trà, bánh mềm hơn, ngon hơn sau 3 ngày. Ok, rất là cẩn thận, đầu thư rất là cẩn thận. Ui, hoàn toàn không dùng ni lông luôn nha các bạn, nó cũng chỉ là giấy này thôi. Được, Ninh khá là điểm cộng cho bên này mặc dù nó hơi đắt, 390 ngàn. Còn ở đây chúng ta có hai hộp, hộp màu đỏ này có giá đắt hơn ở giữa, đó chính là 240 ngàn, là của nhà Mẹ Kem Sữa. Còn cái này thì nó là 210 ngàn, là của nhà Hàng Còi. Hai cái nhà này thì packaging nó cũng giống như những cái packaging của những cái nhà homemade khác thôi. Họ cũng đi mua những cái túi đóng hộp sẵn như thế này thôi các bạn ạ. Đấy, thì cũng không có quá gì đặc biệt mà, thì thôi cái giá nó cũng thấp hơn mà. Đấy, nó cũng chỉ thế thôi à, nhưng mà nó cũng vẫn đủ để homemade mà. Hộp bên này màu cũng xinh này. Wow. Thật ra họ cũng khá là chọn lựa đấy chứ. Chọn lựa khá là nhiều những cái hộp hay ho đấy chứ. Đây. Đó. Tôi ăn nhiều đường quá rồi. Bây giờ thì Ninh sẽ thử ba cái vị trà xanh của ba cái nhà này. Tại vì Ninh thấy cả ba cái nhà này thì đều có vị trà xanh, nên là bây giờ thì Ninh sẽ thử để xem so sánh về bánh xem các thứ như thế nào. Đầu tiên thì Ninh sẽ thử nhà Mẹ Kem Sữa trước. À, đây là nhà nhà Còi trước. Đây các bạn thấy nào. Họ gói như thế này. Điểm trừ hơi khó một chút là cái giấy này nó sẽ ngấm hết, thấm hết dầu vào thôi. Thì nếu mà để lâu quá nó sẽ ướt hết cả cái vỏ lẫn cái hộp mất. Đây. À không, ở trong họ vẫn bọc một cái lớp này này. Hình sen à? Hình gì ấy? Rất là xinh, hình bông hoa các bạn ạ. Đây, đây là nhân trà xanh. Mình sẽ cắt một miếng rất nhỏ thôi. Cái vỏ này khi các bạn cắt các bạn sẽ thấy là nó hơi cứng đấy.
nhân trà xanh ở đây ngon nhé, rất ngon, không bị bứ nhưng cái vỏ cứng, vỏ của nhà còi bị cứng. Mình nghĩ là cái này sản xuất cùng một lứa thì nó sẽ bị cứng thôi. Cái này là của nhà mẹ kem sữa, mình sẽ cắt thử nó ra luôn. Cái này lại là vỏ trà xanh à? Đây, xanh nè. Vỏ bên này mềm hơn, nhưng trà xanh cũng thơm, nhưng mà bên này bị ngọt, bị hơi ngọt. Và cuối cùng, Linh sẽ thử sang bánh của nhà mẹ kem sữa còi, mẹ còi, nhà còi, hàng còi. Hàng còi. Bán đồ ăn mình thấy mọi người hay đặt tên là mập mình à? Thật ra ba cái homemade này, những cái hình họ mua, những cái khuôn dập rất là xinh á. Nhân trà xanh của nhà hàng còi nhá, tức là nó rất dịu. Vẫn có vị trà xanh, nhưng vị trà xanh này khác hoàn toàn hai vị trà xanh này. Nó dịu hơn, nó ngon hơn, nhưng mà vẫn đi vào một cái lối là cái vỏ bánh này nó hơi cứng. Các bạn nhìn, không biết là các bạn nhìn, các bạn thấy không, là nhìn nó trắng trắng thế này, chắc là các bạn biết là nó cũng bị cứng rồi. Thì so sánh ba vị trà xanh của ba cái nhà này thì mình thấy là vị trà xanh của nhà hàng còi Ninh thích nhất, nhưng với vỏ bánh thì Ninh thích vị vỏ bánh của nhà mẹ kem sữa nhất. Ở đây thì cái nhân cũng ngon nhưng mà cái vỏ thì cũng cứng. Nhà này được điểm cộng là về cái packaging rất là thân thiện với cả môi trường. Riêng nhà này thì Ninh thấy là họ còn có một cái thiết kế những cái bánh nó có hình con vật rất là xinh, nhưng mà ngày hôm nay nếu mà so sánh đến đây thì nó sẽ hơi khập khiễng với các cái nhà này, nên là Ninh không so sánh. Riêng ở cái nhà mẹ kem sữa này, Ninh còn thấy còn hai vị rất là lạ, đó là vị chuối dừa Malibu và vị tiramisu. Tiramisu thì Ninh đã từng thử rồi, nhưng mà bây giờ thì Ninh sẽ chưa thử nốt cái chiếc bánh cuối cùng ngày hôm nay mà Ninh ăn thôi, Ninh không thể chịu được nữa, nó ngọt quá, thì là vị chuối dừa Malibu để mình thử đi. Thử sang cái bánh nướng này, Ninh vẫn sờ thấy nó mềm nhá. Nhà mẹ kem sữa này làm bánh vỏ mềm đấy. Chuối dừa Malibu nó màu vàng như thế này, và có một cái sợi dừa lòi lên. Ngon. Yes. Ngon như mà ngon quá. Thôi. Mặc dù là ngọt quá nhưng mà Ninh vẫn nghĩ là Ninh sẽ cho thêm hai nhà hai bên này một cơ hội nữa, xem cùng một cái mẻ bánh nhưng mà cái nhân nó còn có bị cứng như cái này không. Đây, Ninh sẽ chọn vị thập cẩm. Nó cũng thế à? Thập cẩm bên này nó cũng cứng này. Này, các bạn nhìn thấy không? Cứng mà. Nên cũng ngon, nhưng mà vỏ khô quá. Lại một bông hoa nữa đến từ nhà hàng còi, nhân bánh trung thu truyền thống. Nhân này bùi ngon quá. Truyền thống này ngon. Chính ra nãy giờ mình thử ba cái bánh truyền thống nhân đều ngon phết. Yes. Lâu lắm rồi Ninh không ăn bánh truyền thống. Tổng kết lại về ba tiệm bánh trung thu homemade mà ngày hôm nay Ninh review, thì về nhân và nói chung là về tổng thể thì Ninh đang nghiêng về hai cái nhà mẹ kem sữa và hàng còi này hơn. Cái nhân và cái bánh, nói chung là cái vỏ thì nhà hàng còi hơi khô một chút thôi, nhưng mà ăn cái nhân nó ngon. Còn cái nhà mẹ kem sữa này ok này. Và giá của nhà hai nhà bên này là cũng hợp lý hơn, khoảng hơn 200 ngàn. Còn riêng cái nhà này, Ninh không hiểu tại vì ngày hôm nay cái mẻ bánh này nó hơi khô hay như thế nào, nhưng mà thực sự
nó rất cứng. Và cái cứng này thì nó không thể cứu lại được cái nhân. Tại vì các bạn biết là thường mọi người ăn bánh trung thu không phải là vì nhân nhiều, mà mọi người thích ăn cái bánh nướng ở ngoài nhiều hơn. Với một số người như Ninh chẳng hạn, thì nhà này không thể cứu lại được. Mặc dù cái packaging rất đẹp và rất ý nghĩa. Thì đấy là cái nhận xét của Ninh. Thì nếu mà các bạn muốn mua thử về nhà thì có thể mua hai cái này. Ok, Ninh nghĩ là lượng bánh trung thu ngày hôm nay Ninh nạp vào, kể cả mỗi cái chỉ một miếng thôi, nó cũng đủ để cho cả mùa này. Ninh không ăn một cái bánh trung thu nào nữa rồi, tại vì nó quá là... Tổng kết lại toàn bộ clip đi. Nếu mà các bạn muốn mua để biếu thì các bạn có thể mua Sheraton này, Metropole này, hoặc là mua Hilton cũng được. Intercon thì sẽ có biếu cho những đối tượng trẻ hơn một chút. Còn nếu mà các bạn muốn mua về nhà thì Intercon Ninh nghĩ cũng là một sự lựa chọn khá là hợp lý. Tại vì giá nó cũng ok, và nếu mà biếu bố mẹ hay biếu ông bà ăn nó cũng dễ ăn, nó không bị quá ngọt. Và nếu mà mua về nhà thì có thêm hai sự lựa chọn này nữa. Yes. Đó, tổng kết của Ninh ngày hôm nay là như vậy. Ninh nghĩ là bây giờ Ninh cần phải đi nghỉ. Ninh mệt quá rồi. Chưa bao giờ cuộc đời Ninh ăn nhiều bánh trung thu này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên Instagram, Ninh Eating và fanpage Ninh Eating. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào mùa trung thu 2 năm nữa. Bye bye.